Anh nghĩ em là một người luôn vui vẻ, hoạt bát và không bao giờ biết buồn ạ. Không bao giờ biết buồn ạ. Và luôn thích giúp đỡ mọi người xung quanh ạ. Còn khuyết điểm của em nghĩ là sẽ có lúc em không có thời gian dành cho bạn trai của mình. Hả? Rồi sao có bầu được? Dạ, nếu như em có bạn trai thì em cố gắng sắp xếp thời gian ạ. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Đây, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, lần đầu tiên thì em xin chào hai MC chú Bình Linh và chị Ngọc Lan, và cũng như tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Thì em tên là Nguyễn Quốc Bảo, hôm nay em là 27 tuổi. Hiện tại thì em đang làm quản lý sản lượng của công ty Giấy Đề Canh. Quản lý sản lượng là sao Bảo? Team sản xuất họ sẽ chạy ra bao nhiêu sản lượng và con sẽ là người giám sát cái sản lượng đó, và con sẽ báo cáo lại cho cấp trên. Ít hay nhiều gì con cũng báo cáo đúng không? Dạ đúng rồi, và con sẽ là người chịu trách nhiệm vấn đề đó. Con Lan làm đâu Bảo? Dạ hiện tại thì con đang sinh sống tại Hóc Môn và con đang làm bên khu công nghiệp Tân Bình. Con ở Hóc Môn là ở nhà con hả? Dạ đúng rồi. Ở với ai con? Dạ con hiện tại con đang ở với ba với mẹ, con là con một. Con một luôn? Dạ. Con một là trai tôi con một nha. Con một là thấy sắp tới là làm dâu rồi đó. Mà bạn nữ giới thiệu cho mình nào. Dạ em tên là Nguyễn Thị Thu Dầu, năm nay em 20 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi ở Sài Gòn là sống với ai nè? Dạ em sống với mẹ và anh ạ. Ở quận mấy? Dạ em ở Bình Tân. Đó, ở bên đây ở Bình Tân nha. Ủa nhưng mà Dầu làm gì Dầu? Dạ con làm barber shop á chú. À làm tóc á hả? Dạ. Ưu điểm mình là gì vậy? Dạ ưu điểm của con thì là con là một người thích chơi thể thao và con biết nấu ăn, bây giờ một người biết quan tâm và chia sẻ. Hay, cái này hay đó. Khuyết điểm là gì? Dạ khuyết điểm của con thì có vẻ là con làm trong môi trường nó hơi kiểu là nhiều bạn nam, nên là khá là con cũng hơi trầm tính, kỹ lưỡng trong những cái vấn đề trong công việc này kia. Tại mình quản lý sản lượng mà. Dạ đúng, đúng rồi. Rồi nhà gái, gái. Ưu điểm của em là em nghĩ em là một người luôn vui vẻ, hoạt bát và không bao giờ biết buồn ạ. Không bao giờ biết buồn ạ. Và luôn thích giúp đỡ mọi người xung quanh ạ. Còn khuyết điểm của em nghĩ là sẽ có lúc em không có thời gian dành cho bạn trai của mình. Hả? Rồi sao có bầu được? Dạ, nếu như em có bạn trai thì em cố gắng sắp xếp thời gian ạ. Bây giờ là cố gắng được chưa? Bây giờ là sắp xếp được chưa? Dạ, cố gắng được. Chào chú. Cô gái. Dạ. Con là cô gái không bao giờ biết buồn hả? Dạ. Cách nào hay gì con chỉ chú với con. Con không có suy nghĩ gì nặng nhọc nhiều á chú. Con enjoy với mọi thứ. Cái người nào mà gọi là không bao giờ biết buồn mới là hay. Mà thường người ta nói người đó là vô tư. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Có khi nào con nghĩ vô tư quá mình thành vô tâm không con? Dạ cũng có, con cũng có suy nghĩ tới. Nhưng mà con đang cố gắng khắc phục lại cái về cái vấn đề đó. Thật ra cứ giữ đi con, không biết buồn là được rồi đó. Những cái người mà có những cái năng lượng tích cực đó. Dạ. Người ta rất là thích gặp con à. Không biết nó buồn hay vui. Con bé này cười không à? Cười không là thấy sướng rồi. Thật cười quá vậy. Ừ. Đó. Bữa nào chú đi đám gì chú rủ con đi nha. Nó có diễn hài. Ừ nó cười. Nhớ xuống. Kêu đi coi. Vô tư được, này hay nè. Mình không có thời gian cho bạn trai rồi về. Hồi nào giờ là mình có quen bạn trai chưa? Dạ em quen lúc từ thời đi học của em, là em có một mối tình đầu của em ạ. Có một mối tình thôi mà không có thời gian dành cho người ta nên chia tay hay sao? Dạ không, lúc đó là tụi em yêu xa với nhau á, cũng xa mặt cách lòng với dịch bệnh nữa chị, nên bạn đó có người khác luôn. Đơn giản ha. Rồi chia tay buồn không? Dạ cũng buồn nhưng mà em cũng quen rồi. Tại vì lúc đó là không có bạn đó ở bên cạnh á, cho nên em cũng quen cái với cái việc là em một mình luôn rồi. Ủa sao nãy con nói con là cố gắng biết buồn mà chia tay cũng buồn? Dạ buồn nhẹ ha chú. Buồn nhẹ, buồn nhẹ. Được, có buồn nhẹ nữa. Đây, còn mình đường tình duyên sao nè? Dạ thì con cũng có được hai mối tình. Hai mối? Dạ. Thì mối đầu tiên là vào năm con học lớp 12. Thì lúc đó thì tuổi trẻ mình cũng vòng bột và sau này thì con cũng tập trung lo học. Yêu mấy năm? Dạ lúc đó thì cũng khoảng gần một năm. Một năm, rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì con quen khoảng được gần 2 năm. Gần 2 năm thì bạn đó đi du học và định cư ở nước ngoài. Rồi chia tay luôn? Dạ tại vì cũng xa quá. Mối tình thứ nhất là bồng bột, mối tình thứ hai bó bột. Rồi có buồn không? Dạ thì cũng có chị ơi. Nhưng mà nó cũng cười tươi như bên kia luôn vậy đó. Nó chỉ tình yêu tuổi trẻ mà, nó chưa có gì sâu đậm lắm á, bởi mình yêu ít đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, con muốn có một người yêu lý tưởng thế nào, một mẫu hình người vợ tương lai coi. Đối với con thì chỉ cần biết quan tâm chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống đối với mình. Bạn nữ thì nhìn chỉ cần dễ nhìn hả? Dễ nhìn một tí là được rồi. Này nhìn là thấy liền. Dễ lắm. Dễ nhìn lắm. Yêu cầu đó có hợp lý với bên đây không? Dạ con cũng nghĩ con dư sức ạ. Dư sức. Dư sức. Rồi giờ sao? Rồi giờ con bớt cười đi. Con nín cười. Kệ nó cứ cười đi, cuộc sống cười cho đỡ buồn con. Con ngồi con cười nửa tiếng cho chú coi coi nè. Đó, cứ cười coi, cho coi chú bớt buồn coi. Nó cười hồi chắc xe cấp cứu tới luôn. Thôi dừng lại. Được rồi. Cười hồi đứt hơi á, cười quá trời quá đất luôn. Rồi giờ mong muốn có bạn trai như thế nào nè? Dạ mong muốn bạn trai của em là cao trên 1m7, vui tính giống em ạ. Tính nó cười suốt vậy đó. Chàng hả? Chụp vậy.
Cao cho mét 7 hả? Dạ được chị. Đó. Rồi tính tình vui vẻ không? Dạ em thì một người mà cũng khá hơi là trầm tính, tại vì thì công việc của em nó cũng hơi khô khan á chị. Mà bây giờ mình có cô này vô là cười, có cô này vô là hết khô liền. Dạ đúng rồi. Là vui liền á. Dạ đúng rồi. Được chưa? Dạ cũng rồi. Gì nữa? Dạ là biết quan tâm chia sẻ mọi người, và em quan điểm của em là hiếu thảo với cha mẹ và am hiểu về Phật pháp ạ. Hay sao? Dạ cái đó thì hợp với em. Hợp ha. Dạ. Đó bên đây nói hợp rồi nha. Dạ. Có cái chuyện gì mà em không thích ở người bạn trai tương lai không? Nói ra luôn. Em không thích người bạn trai của em là gò bó quá, và lại là hay ghen, hay suy nghĩ, suy diễn nha chị. Ừ. Tại vì công việc của em thì tiếp xúc nam nữ cũng rất là nhiều á. Mỗi chỗ sẽ có quy định riêng, tụi em cũng không có mà sẽ khiến đối phương mà suy nghĩ đâu ạ. Ừ. Nói chung là tin tưởng nhau ha. Dạ đúng rồi. Rồi đó, đơn giản. Con làm tóc được bao nhiêu năm rồi? Dạ con làm gần 1 năm rồi. Tóc chú tạo mẫu nào được không? Chú cạo chính giữa. Nó tạo hình đặc sắc hơn Ngọc Lan nữa đó. Nó lạ lắm à. Nói hồi Lan lấy cái đồ cao, nó cao thiệt. Bữa trước là còn chừa chừa được 2 phân đó. Tạo hình gì về chính giữa? Dạ, trái tim á chú. Trái tim. Cái đầu tôi mà cạo trái tim giữa chắc nhìn mắc cười lắm không ơi. Được, được đó, nó có ý cũng hay đó. À. Rồi bây giờ mình hỏi người thân của hai bên đây nè. Rồi. Nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ của em. À, con chào có mẹ. À, cô thấy bạn gái tương lai của con trai mình thấy được không? Tiến thì chào hai MC dễ thương, đẹp, dễ thương. Giờ thì hai con cho nhau một cơ hội đi nhau rồi tìm hiểu. Dạ. Bắt rất là dễ. Dạ. Sao không được hết? Dễ lắm ha, cưới liền không? Chịu thì cưới thôi. Thấy nó về là vui rồi ha. Con dâu này trong nhà là phong thủy tốt lắm nha. Luôn. Dạ. Rồi cảm ơn nhà đại diện nhà trai. Mình đi với ai nè? Dạ em đi với những người chị đồng nghiệp thân thiết của em ạ. À rồi. Mời đại diện gia đình nhà gái nào. Chào chú Huyền Linh. Chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Con thấy nhà trai sao? Được không? Dạ thấy nhà trai ok lắm. Ok lắm hả? Thấy hợp với bạn mình không? Rất là hợp luôn. Dễ thương. Trước khi đi bạn có dặn gì không? Có xem kỹ này dò kia gì cẳng được không? Xem dò cẳng được không? Tiệm tóc mà vô chắc nghe cười không à? Đúng không? Đúng không? Dạ. Nguyên ngày chắc cười không hả? Cười bể bụng luôn. Vui mà. Cười tới bể bụng luôn vậy đó. Sợ quá. Rồi, được rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi nha. Rồi, mở rào. Rồi, chuyện của hai em đó. Tiến tới đi. Quà này bự á. Em tặng cho anh cái. Rồi, anh có quà gửi dành cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Nó nghe nè, nói cho bạn gái biết mình tặng cái gì mà nó bự vậy đó. Dạ anh ơi đứng lên đây lại nè. Anh ơi đứng lên đây lại nè. Đối với anh thì trong đây đó là một con gấu bông. Thì anh hy vọng là con gấu bông này nó sẽ thay anh chăm sóc em trong những lúc ngày anh không có mặt ở bên cạnh em. Món quà ý nghĩa em tặng anh keo wax tóc à, để anh đi ra đường anh có thể chỉnh chu và tự tin với tất cả mọi người. À cảm ơn. Dạ. Có keo nào dành cho chú không con? Chú giờ xài keo dính chuột á. Quay quanh kia trời tự nhiên. Đó. Rồi đó mình trao đổi nhau đi. Rồi không biết là cảm nhận của em khi lần đầu tiên gặp anh là như thế nào ha? Em thấy anh dễ thương nè, nhiều duyên cười cũng dễ thương nè. Anh chơi môn thể thao gì vậy? À anh thì vào cuối tuần thì anh hay đi đá bóng với lại các đồng nghiệp trong công ty. À đá bóng. Có ngại nếu như em làm công việc mà tiếp xúc nhiều nam nữ giới nhiều không? Không, đối với anh thì không có ngại. Công việc nào thì cũng là công việc, quan trọng là mình có đam mê, mình có tận tâm với nó hay không thôi. Dạ, nếu như mình cho nhau cơ hội em muốn là mình có thể chia sẻ với nhau về mọi thứ, buồn vui cũng vậy, và sắp xếp được thời gian để mà gặp nhau. Rồi không biết là quan điểm trong tình yêu của em là sẽ như thế nào ha? Quan điểm trong tình yêu của em là phải chung thủy nè, và phải biết đối nhân xử thế nữa. Em thì cũng không yêu cầu gì nhiều đâu, mà kiểu mình lúc nào cũng phải luôn vui vẻ, đừng có suy nghĩ tiêu cực quá thì nó sẽ làm mệt cho hai bên thôi ạ. Tao cũng nói quan điểm về tới mình, nói quan điểm đó. Đối với anh thì quan điểm về tình cảm thì cũng giống như em thôi. Thì nếu mà mình phải khi mà trong công việc hoặc là trong cuộc sống tụi mình có những cái vấn đề gì nó khó giải quyết, hoặc là mình cảm thấy nó khó chịu, thì tốt nhất là mình nên chia sẻ với nhau để cả hai có thể là cùng ngồi lại để mà mình giải quyết cùng một cái vấn đề gì đó. Em nghe nói là anh con một hả? Đúng rồi, anh con một. Mình sẽ làm dâu hay sao anh? Với anh thì ở riêng hay là làm dâu gì thì nó cũng không quan trọng. Quan trọng là bản thân em, bà dành của em sẽ cảm thấy là phương án nào sẽ tốt cho em mình. Tại vì em không phải là một người mà giỏi giang việc nhà. Nếu như mà có duyên nợ thì em nghĩ em cũng sẽ cố gắng để hoàn thiện làm một người vợ. Không sao, cái đó anh làm được, không sao cả.
Rồi không biết là nếu như quan điểm của em khi mà mình quen nhau thì khoảng bao lâu thì mình sẽ tiến xa được hơn? Em cũng không có đặt tiêu chí về là vấn đề cưới hỏi. Kiểu như mình cảm thấy mình yêu nhau thật lòng thì mình cưới thôi. Ba mẹ em cũng dễ. Rồi không biết là ở nhà của em thì là em là con thứ mấy ha? Em là con út trong nhà. Con út trong nhà hả? Dạ. Nhà em có ba anh em. Ba anh em? Dạ. Rồi cái công việc của em thì theo như anh biết thì là cái khoảng thời gian của mình vào những cái khoảng cuối tuần hoặc là ngày lễ này kia thì nó cũng khá là bận rộn á. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì có lẽ là cái khoảng thời gian nữa mình dành cho nhau thì nó cũng sẽ hơi khó, nhưng mà anh nghĩ là mình sẽ khắc phục được chuyện đó. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Rồi tương lai xa hơn là quan điểm về con cái thế nào? Ai thích con trai con gái nói ra luôn, rồi tiền bạc ai giữ? Sau này về chung với nhau thì không biết là em sẽ thích con trai hay con gái hơn ha? Em thích cả hai, em thích em bé, em đẻ được hết á. Đối với anh thì tài chính thì tiền chắc chắn là vợ giữ rồi, tại vợ giữ thì vẫn sẽ tốt hơn. Thì anh giữ là lát không còn đồng nào hết. Thì anh hy vọng là sau chương trình này thì mình sẽ có cơ hội tìm hiểu với nhau và mình sẽ cho nhau một cơ hội để tiến tới xa hơn. Dạ. Giờ trước khi tiến xa mình tiến gần lại đi. Đứng bước lên nắm tay hai tay vô. Hai tay nắm hai tay đó nhìn nhau. Đó, nào. Anh không dám chắc là anh sẽ cho em được cuộc sống gọi là giàu sang, nhưng mà anh chắc chắn một điều, anh sẽ cho em cuộc sống đàng hoàng. Em cũng hy vọng vậy. Anh cũng không có giỏi về làm thơ văn lắm, nhưng mà anh cũng có bốn câu thơ anh muốn dành tặng cho em. Yeah. Nắng kia thì là của mặt trời, còn em thì không biết đã có ai rồi hay chưa. Mây kia thì là của hạt mưa, em xem em đã thích anh rồi hay chưa. Ngôn tình quá trời đất ha. Em gái hát cho em trai nghe đi. Dạ, em tặng anh một bài Anh đánh rơi người yêu này. Đêm dần buông với những buồn ban chiều, khi người chờ kế đến khiến em mơ mộng. Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này, chẳng biết khi nào gặp lại anh này. How is you will love it cause em hát hay quá bé ơi. Dễ thương á. Em hát hay quá. Thấy nó nắm tay nhau giống như yêu từ bao giờ luôn vậy đó. Mấy đứa có cần chị với chú Huyền Linh bấm nút giùm không? Thật ra là chú thấy cô gái này chú thích ngay từ đầu đó. Một cái phong cách rất là dễ thương, ai cũng mến hết trơn á. Thành ra là cố gắng làm sao chăm sóc cô gái đó nha. Dạ. Tôi thấy là nó sẽ bù trừ cho con rất là nhiều. Dạ. Trong cuộc sống này moi hết ruột gan mình cái gì suy nghĩ vô cô gái đó, nhìn cô gái nói coi nào. Anh thì không có hoa mỹ như người ta, nhưng mà tình cảm anh dành cho em chắc chắn là sẽ chân thành. Em cũng vậy. Bây giờ chúng ta làm thủ tục nha. Dạ. Hay là nhờ luôn chú bấm giùm. Em sao cũng được. Âm như nào. Chị Ngọc Lan ngồi sẵn luôn rồi. Hai đứa hùng nhau cái tôi bấm liền. Một, hai, ba. Chúc mừng. Thật ra đó, trong cuộc sống này á, cần lắm những cái năng lượng tích cực đó. Rất là hợp lý luôn. Và hai đứa gần như là của nhau đó. Nói mà cái nắm tay như thế thôi không phải dễ đâu nha. Nó gần như hòa quyện với nhau rồi. Trời, sinh một cặp đó. Trời ơi, tao nắm tay nó hỏi anh bị phong thấp hả? Người ta hồi hộp ta ra mồ hôi. Hồi hộp thôi. Nắm tay là thấy hợp rồi đó. Nè, mình đẹp trai nha, có duyên lắm á. Chúng hai đứa sẽ sớm về chung một nhà. Dạ. Nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn chú Linh. Nhìn ông trẻ hơn tôi ông nội ơi. Cái mặt già quá. Coi như bạn yêu không là 10 năm rồi đó. Ba mối là 10 năm chưa chín lẻ tẻ nha. Mai bên đây kinh nghiệm nhiều hơn Hiếu. Dạ. Nếu em là một người vợ, một người mẹ thì em sẽ trở thành nguồn năng lượng tích cực để người chồng, người cha và người con khi trở về nhà cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục đồng hành cùng nhau đến hết cuộc đời. Cảm ơn em. Mời nhà trai. Mời em trai. Xin mời nhà gái. Rồi bây giờ thì mời nhà trai chúng ta giới thiệu về mình cho nhà gái nghe nha. Xin chào anh Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Mình là tên là Nguyễn Quốc Hiếu. Sinh năm 1971, 52 tuổi. Mình sinh sống tại Sài Gòn. Hiếu làm công việc gì? Mình theo nghề của truyền thống của gia đình là về sản xuất về giày da. Làm giày da rồi đó hả? Mình ở quận mấy? Hiếu ở quận 3. Mình ở với ai Hiếu? Hiện tại mình đang ở với ba mẹ. Rồi, mời nhà gái.
Xin chào anh Huyền Linh, chị Ngọc Lan. Xin chào gia đình nhà trai cùng nhà trai và tất cả các quý khán giả. Mình tên là Lã Thị Ánh Nga. Mình hiện đang làm việc và sinh sống ở Hồ Chí Minh. Mình hiện sống với bố mẹ. Mình làm công việc gì chị? À, hiện mình đang quản lý nhóm nhận đơn hàng và xử lý đơn hàng. Wow, dạ. Phù hợp với Ngọc Lan quá trời luôn. Không biết là chị Nga sinh năm mấy ha, để cho nhà trai biết. Dạ, mình sinh năm 83. Hiếu ơi, tình hình là mình có ưu điểm gì và khuyết điểm gì nói cho nhà gái biết luôn đi. Ưu điểm của Hiếu là sống rất là nhiệt tình, tình cảm, rất là đơn giản, nhưng mà không có cầu kỳ. Cái sự nhiệt tình của mình á, thì đôi khi nó cũng có hơi nhanh quá đó. Nó chuyển qua thành khuyết điểm. Là sao Hiếu? Làm gì cũng nhanh hết á. Nó quen rồi hay là do mình vì một mình hay sao đó, nó không có hình dung ra. Làm nhanh nhưng mà có làm ẩu không? À không á, công việc mình rất là kỹ. Dạ. Bây giờ nhà gái cho tôi biết điểm mạnh, điểm yếu đi. Dạ. Về điểm mạnh của em á, thì em được mọi người nhận xét á, là em vui vẻ, có lối sống và lối suy nghĩ tích cực, lạc quan. Em cũng rất là kiên nhẫn và khi mà làm việc á, thì em cũng rất là chu đáo, rất là tỉ mỉ. Một phần nữa thì mọi người hay nói là em rất là có óc sáng tạo, rất là thích học hỏi, rồi rất là cố gắng để mà làm cho cái chuyện nó ngày càng tốt hơn, phát triển bản thân mình. Dạ. Rồi bây giờ Hiếu nói chút xíu về đời tình duyên Hiếu đi. Hiếu Hiếu cách đây khoảng tầm năm 98-2000 có quen một mối tình thời học sinh. Vì là cái cuộc sống hoàn cảnh không cho phép mình phải định cư, cho nên Hiếu quyết định là chia tay. Lâu rồi đó, chia tay lâu rồi đó hả? Dạ. Là một mối tình đó thôi hả? Thì trong suốt thời gian đó thì cũng có, nhưng mà vì là không tìm được đối tượng phù hợp. Có những cái mình vì mình quá nhiệt tình và mình vào công việc quá đó, mình không lo cho bản thân mình. Cái mối tình nó dài không? Không, chỉ là 2 năm. Trời ơi, 71, 52 tuổi mà có một cái mối tình sâu đậm vậy thôi đó hả? Hả? Trong khi tôi có vợ hai đứa con rồi nè, con mười mấy tuổi rồi đó, biết 14, 16 rồi đó. Dạ. Mà chưa có đứa nào hả? Rất thần tượng. Chưa hai. Chưa hai luôn? Chưa hai. 71 mà chưa có gia đình là cũng sai sao á? Có, nhiều khi cũng có phút chạnh lòng. Có gia đình hả? Không, ý là có những lúc chạnh lòng. À thì vô tình là khi mà mình làm lên cái chương trình này á, là cái duyên thực sự là rất là duyên luôn. Từ buổi tối giờ đến sáng đăng ký, rồi khi nhận được cái thông tin từ chương trình, rồi hẹn, nói chung là lúc đó mình hầu như mình đang cầm điện thoại không, cho nên không có bị gián đoạn. À do làm ăn quá không? Giờ lấy vợ giờ ổn định hết chưa? Thực sự thì có, cũng lâu rồi chứ không phải là không có ổn định. Thôi bằng tuổi tôi với ông coi an bề gia thất đi. Dạ. Lấy vợ đi ha. Dạ. Nhìn ông trẻ hơn tôi ông nội ơi, tôi mặt già quá. Tại chắc tôi có con cái mà cái già hơn đúng không? Vô tư. Vô tư. Hiếu hay vô tư chút. À Hiếu vô tư. Nhưng không vô tâm. Được, vậy là được. Không có vô tâm nha. Chào em gái. Dạ. Nhà trai tôi dễ thương lắm. Dạ. Bây giờ nhà gái nói về đường tình duyên của mình đi. Dạ. Về đường tình duyên của em á, thì cũng trải qua 3 mối tình có kỷ niệm. Có kỷ niệm à? Thì chuyện tình đầu tiên á, thì cũng là thời đi học sinh viên, tìm hiểu với nhau thì cũng tầm 1 năm hơn 2 năm. Thì thấy là không hợp lắm, tại mình thì hơi là dịu dàng một chút, còn bạn thì hơi cứng và hơi cọc tính một chút. Rồi, mối thứ hai. Dạ, mối thứ hai thì khi mà đi làm việc rồi thì lúc đầu cũng quen một anh, cũng kéo dài cũng tầm 5 năm. Ôi. Dạ, xong rồi sau đó thì cũng có một chút trục trặc, xong cũng không thành được. Một chút không có được, cái này chắc nhiều chút mới được, tại 5 năm nó dài lắm á. Dạ. Rồi mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì bạn này cũng rất là được, cũng quan tâm chia sẻ chăm sóc, nhưng mà cái nữa là bạn hơi lặp lặp quá. Khi mà bạn có việc rồi á thì giống như bạn cũng không nhắn tin, không hỏi thăm, không gì hết, bạn chuyên như tâm như công việc bạn quá, cái mình quên mình luôn. Còn lại tâm đó. Dạ đúng rồi. Thì chắc là mối mấy năm? Dạ cũng khoảng tầm năm mấy, 2 năm thôi. Coi như bạn yêu không là 10 năm rồi đó. 3 mối là 10 năm chưa chín lẻ tẻ nha. Mà đây kinh nghiệm nhiều hơn Hiếu. Dạ. Nào bây giờ qua coi nhà trai tôi được không? Bà mối qua coi chứ tôi thấy nhà trai tôi được lắm á, tuổi. Dạ. Con heo là hiền lành lắm. Dài. Dạ cảm ơn. Bây giờ là anh Hiếu mong muốn có một người đồng hành với mình như thế nào? Người vợ tương lai đó. Theo như Hiếu thì trước tiên là cái cảm xúc khi trực tiếp giao tiếp với nhau. Cái thứ hai nó là một người phụ nữ gia đình. Cái thứ ba là biết cảm thông và thấu hiểu, chia sẻ. Dạ, đơn giản vậy thôi đó hả? Đơn giản thôi. Tuổi con heo đơn giản lắm. Con heo tụi tôi là hiền lành, chất phát. Đúng rồi đó. Nói chung là hơi vất vả, ủi thấy không? Đúng rồi đó. Heo bị... Bên kia cũng heo. Dạ, em cũng heo luôn. Heo luôn hả? Dạ, heo nhỏ. Heo nhỏ, heo lớn. Nói chung ba đứa mình đều là heo. Hiểu nhau. Ba người là sướng thôi, chỉ có một mình tôi là con trâu, tôi đi cài muốn chết luôn vậy đó. Cài như trâu, ăn như heo. Tôi thấy cảm giác có gì nó được rồi đó. Đúng, hợp rồi. Hợp rồi đó. Hỏi nhà gái thích đàn ông như thế nào nè? Dạ, thì tiêu chuẩn của em thì cũng heo với heo nên cảm thấy tốt tính là được. Dạ, heo tốt tính lắm em. Dạ. Chỉ con cái nó ăn xong nó lo ngủ không thôi.
Nhưng mà nói ngủ ban đêm nó thức dậy là nó cứ ủi, nó cũng làm dữ lắm. Dạ. Ủi cái gì? Nó có làm gì đâu, con heo nó không làm cái gì nữa đó. Sao không làm? Con heo nó không làm cái gì hết, nó chỉ ăn rồi nó ngủ rồi nó chơi, nó khóa rồi nó tắm. Con heo nó khổ tâm lắm. Khổ tâm. Đúng rồi, nó lên. Rất là khổ tâm. Có làm đó Ngọc Lan ơi. Đúng rồi. Tay chai luôn nè. Ờ. Anh Hiếu, anh Hiếu, cái người phụ nữ có cái tính như thế nào là anh không thích? Nói nhiều, không gọn gàng. Có những lúc mình cảm nó mất đi cái phiêu linh đó. Cái thứ ba là phải biết chính kiến, phải mạnh mẽ và bản lĩnh. Được, dạ. Cô đây được á, tôi thấy nãy giờ tôi đánh giá cô này là được lắm á. Thôi bây giờ mình đi với ai vậy? Dạ, em đi với chị gái ạ. Chị gái hả? Dạ. À, rồi chị gái. Rồi, em chào chị. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan, chào bên nhà trai, với lại chào mọi người. Nãy giờ mà hai bên nói chuyện á, thì em thấy bạn trai là cũng vui tính, nhìn có vẻ hiền lành chân chất và thấy cũng có sự nhiệt tình. Em nghĩ là nên cho nhau cơ hội. Dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn nhà gái. Rồi nhà trai Hiếu đi dài. Hiếu ơi. Dạ, em đi với cô em gái cũng là người khách hàng. À. Em là khách hàng của công ty cô ấy. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả khán giả. Thì hôm nay em tham gia chương trình này thì em thấy chị rất là dễ thương. Dạ. Em mong là anh chị sẽ cho nhau một cơ hội để mình hẹn hò rồi sau đó mình sẽ tiến tới xa hơn. Dạ. Rồi, đơn giản thôi. Bây giờ quan trọng là hai người đó. Đúng đó. Rồi. Thôi, mở rào. Tới luôn Hiếu ơi. Lớn tuổi rồi, giờ là không còn cơ hội nữa đâu. Năm 2 cưới vợ liền luôn. Em chào em. Dạ, em chào anh. Không qua chương trình, đây là cái duyên. Anh tặng em có món quà, anh tặng em. Dạ, em cũng gửi tặng anh món quà này. Anh có thể mở món quà ra, tại món quà cũng khá là đặc biệt cho anh. Dành cho người đặc biệt trong chương trình đặc biệt ạ. Dạ, tấm thiệp này là tự tay em làm để cho cái kỷ niệm lần đầu gặp nhau. Anh có thể đọc cái câu trong lời chúc của em trong đây cho các khán giả cùng nghe ạ. Ở trong đây còn có cái cuốn sách nữa nè. Dạ đúng rồi, một cuốn sách. Thì em là người vui vẻ và em cũng nghĩ anh là người vui vẻ nên em tặng cuốn sách để mình vui vẻ. Có những người làm cho cuộc sống của bạn trở nên đặc biệt. Dạ, đó là lời gửi gắm của em dành cho anh. Cảm thì ơn. Nếu chúng ta có duyên và có cho nhau cơ hội thì anh đồng ý thì em sẽ nguyện trở thành cái người đặc biệt đó cha. Hay quá. Cô gái bản lĩnh. Đây là món quà tự tay anh làm. Em có thể mở ra xem. Dạ, cũng tự tay luôn. À, dạ, đây là một chiếc ví làm tay của anh. Dạ, rất là dễ thương. Cảm ơn anh. Khi anh làm cái bóp chìa khóa này á, là khi em đi xe, em gắn chìa khóa vô, em đi, em sẽ nhớ đến anh. Dạ. Còn một ý nữa thì là anh nghĩ rằng lát nữa anh sẽ nói. Dạ, em sẽ chào anh. Thôi, hai bạn ngồi ghế đi. Chúng ta đổi gì nhau để trò chuyện nào. Thì theo em á, thì thời gian bao lâu em cảm thấy là đủ để em tin tưởng và kết hôn? Dạ, thực ra thời gian á, thì em nghĩ đó không phải là yếu tố quyết định. Tại vì sẽ có những người rất là ngắn gặp nhau, có cảm xúc với nhau, giống như anh nói chân tình nó tới thì mình sẽ quyết định. Cũng có những trường hợp mình có thể quen dài nhưng rồi mình vẫn không cảm nhận được chân tình của họ thì mình sẽ không đến. Thì đó là cái sự chân tình. Mình khi cảm thấy mình nhận được, cảm nhận được cái chân tình của người đối diện thì đó là cái đúng thời điểm là mình quyết định mình nên kết hôn. Dạ. Còn mà theo như suy nghĩ của em thôi, về người phụ nữ khi làm dâu á, theo cái cảm nhận em suy nghĩ như thế nào với khi người phụ nữ đã phải làm dâu? Dạ, về làm dâu á thì em nghĩ đó là đạo hiếu. Tại vì người phụ nữ khi mà lấy chồng thì phải làm dâu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cha mẹ chồng cũng như cha mẹ của mình, cha mẹ đã có công sinh cái người đàn ông ra để yêu thương mình thì mình phải yêu người đàn ông đó và yêu cả cái cha mẹ của người đàn ông đó và cả gia đình của họ. Thì đó mới là đạo hiếu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thật ra có thêm cha mẹ nữa và có thể được ở chung với cha mẹ chồng, có thêm một gia đình nữa thì đó lại là một phúc phần của người con gái, thì rất là hân hoan để tiếp nhận điều đó. Trời ơi, anh đồng quan điểm với em. Thật sự thì khéo quá. Anh đồng quan điểm với em. Thật sự thì anh hiện đang ở với ba mẹ. Ba mẹ anh năm nay cũng ngoài 80, cho nên anh rất hiểu được cái đồng cảm khi mình được phúc chăm sóc cho ba mẹ. Dạ. Khi anh hỏi em như vậy, em có cảm nhận anh là người gia trưởng không? Dạ không, anh không gia trưởng. Nhưng mà em cảm nhận anh là người có hiếu và rất là sống rất là có tình cảm. Khi có tình cảm thì anh mới đặt cái vấn đề tình cảm, vấn đề cha mẹ, vấn đề anh em với cái người đối diện của mình. Thì em rất là cảm mến cái người sống tình cảm như vậy. Hồi nãy anh thấy em có cảm xúc muốn khóc, anh cũng có một cái cảm xúc. Dạ, tại vì nói gì theo mẹ, cái mình thương cho mẹ mình nên mình cũng xúc động. Ba mẹ em xin lỗi, ba năm nay. Dạ, cũng hơi 60 rồi anh. Dạ. Cảm ơn em. Con ai mà khôn khéo quá. Đó, con của cô gái áo tím. Hả? Con của cô gái áo tím ngồi ở dưới đó ạ. Đâu? À, con cô hả? Dạ. Trời, nãy giờ không giới thiệu có ba mẹ ngồi đây. Trời ơi, gái nó khéo quá. Nhà trai tôi chịu lắm luôn rồi đó. Tôi đứng về phía ông Hiếu là tôi chịu liền luôn á. Cảm ơn anh. Hiếu ơi, Hiếu tới nắm tay cô gái anh cái đi. Dạ, cảm ơn. Đó, đến gần nhau, giao lưu về cảm xúc chút xíu, nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt đó. Bây giờ mình nói chút xíu về tương lai. Thí dụ nếu như Hiếu là chồng cô gái ấy thì Hiếu sẽ làm gì với gia đình? Và ngược lại,
Nếu cô ấy là vợ của anh đứng trước mặt thì mình sẽ làm gì cho gia đình? Khi mà anh với em gặp nhau là cái duyên, thì mình có thể cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu. Và nếu như mà mình đến với nhau thì anh nghĩ rằng cái việc mà trách nhiệm của người chồng và như thế nào đó thì em không cần phải bận tâm, bởi vì anh rất là trách nhiệm. Còn em thấy như sao? Dạ thì nếu em là một người vợ hoặc người mẹ thì em sẽ trở thành nguồn năng lượng tích cực để người chồng, người cha và người con khi trở về nhà cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục đồng hành cùng nhau đến hết cuộc đời. Cảm ơn em. Dạ. Anh rất trân trọng. Dạ. Quan điểm về con trai con gái đầu lòng thế nào, người nào thích cái gì? Em thấy tuổi nào biết luôn. 71, em thấy có như thế nào về suy nghĩ về của em? Dạ thì 71 thì em nghĩ bình thường, không có gì. Em thích con trai đầu lòng hay con gái đầu lòng? Dạ quan điểm của em luôn thẳng, cái này em nói rất là thẳng, tại vì cũng có rất nhiều người em con này thì em nói là con trai con gái không quan trọng, quan trọng là người con nó như thế nào và chúng ta nuôi dạy người con nó như thế nào, có trở thành người có ích cho xã hội và trở thành người con hiếu thuận hay không, đó mới là vấn đề. Bây giờ anh Hiếu hát một cái bài thể hiện tài lẻ của mình đi, để thuyết phục cô gái đi. Thật ra thì anh không có thường xuyên phải hát, ít hát lắm, nhưng mà được khi nghe những bài hát á thì có mình có đồng cảm trong cái ca từ. Dạ. Yeah. Anh không có nhớ hết, nhưng mà anh chỉ đọc thôi. Cái ca từ của cái bài khác hát Khúc Thì Du á. Đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao tay anh nóng, vì sao môi anh run. Dạ. Yeah. Và vì sao và vì sao. Dạ. Yeah. Anh chỉ nói đơn giản thôi, thì anh rất là đơn giản, không cầu kỳ. Dạ. Yeah. Sau cái nắm tay rồi, chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhìn thẳng vào mắt nhau, không nhìn đâu hết, để chúng ta đưa ra quyết định chính xác. Cứ nhìn thẳng mắt nhau, nhìn 30 giây đi các bạn. Đó. Anh đã đồng ý không? Anh đồng ý. Nhìn thẳng vào nhau. Rồi, về ghế ngồi. Vậy thôi, đủ rồi đó. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta có quyền đưa ra quyết định cho riêng mình. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chính thức ta hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi. Hôm nay có ba mẹ của em gái. Hiếu nói gì đi, xin phép hai người lớn cho tụi mình quen nhau ha. Con chào cô chú. Hôm nay là cái gì cái duyên con biết được em đó ở trên chương trình Mẫu Hẹn Hò. Thì cũng là đã hứa hẹn với nhau trong vấn đề hẹn hò. Thì mong rằng cô chú cho phép và tạo cơ hội cho con được tìm hiểu em. Con hứa gì đó. Còn về cuộc sống thì cô chú cứ yên tâm, bởi vì con là rất là chân thành và rất là nhiệt huyết trong công việc cũng như là trách nhiệm, cho nên thật sự là rất yên tâm, không phải lo. Yên tâm cô chú ha. Cô chú yên tâm gật đầu rồi đó. Rồi bây giờ xin phép cô chú đặt một nụ hôn đầu tiên. Bao nhiêu năm rồi đó? Anh ta phải hôn tay. Con xin phép cô chú cho con được hôn em. Em đồng ý hả? Dạ. Anh muốn hôn má em. Đó. Rất bản lĩnh. Mai mốt mình người nam nói dễ có thiếu từ lắm. Dạ. Mình anh muốn hôn vào má em. Em hiểu. Nhiều khi mình nói người ta hiểu lầm đó. Anh muốn hôn má em. Cảm ơn anh Linh. Rung quá. Cảm ơn. Thật ra một cặp đôi rất là hợp lý với nhau đó. Còn bố mẹ em với hai đứa con em. À, bố mẹ hai đứa con ở Vĩnh Phúc. Dạ. Vậy em ở trong này ở với ai? Em ở một mình. Ừ, hai mươi mấy năm rồi.
con đi chung? Tại vì cái công việc của em đi tài xế mà, em đi suốt đây không thời gian lo cho cháu được. À, cháu nó còn nhỏ nữa. Mà 20 mấy năm rồi là mình định là ở định cư trong này luôn hay là mình sẽ về ngoài kia? Mình ở trong này ạ. Ở trong này luôn. Dạ. Vào 20 mấy năm rồi ha. Rồi chút xíu nữa thì sẽ hỏi thêm về con. Cho thử hỏi trước tiên là mình là năm nay bao nhiêu tuổi em? Mình 38 tuổi. 38 là tuổi sinh năm bao nhiêu? 84. Sinh năm 84 và này 20 mấy năm. Vậy là kết hôn ở trong này, lấy vợ ở trong này. Dạ, rồi khi mà ly hôn mới gửi con ra cho bà nội. Dạ. À rồi, bình thường thì công việc của mình bạn nói làm tài xế thì làm công việc này bao lâu rồi đi đứng như vậy thì sao, cuộc sống như thế nào, chia sẻ từng em với. Nói chung là cuộc sống của em thì công việc nó cũng ổn. Nhiều khi đi làm chạy quanh thành phố thì mình đi sáng mình đi chiều mình về. Còn xa xa thì 2-3 ngày mình về. Mình lái xe gì? Là xe đầu kéo. Xe đầu kéo, à xe mà có móc cái này mọt theo hả? Dạ, dạ. Chở cái gì? Công ty gì? Mình chở hàng siêu trường siêu trọng, vận chuyển hàng cơ giới. À, chuyển hàng cơ giới. Điểm mạnh điểm yếu của mình là cái gì hết á? Nói chung là điểm mạnh điểm yếu, nói chung là yếu thì nói chung là em cứ uống hai lon vô là ai hỏi em cũng cười, không em ngủ. Chẳng làm cái gì. Uống hai lon vô là cười. Dạ, ai hỏi gì cũng cười. Ai hỏi gì cũng cười. Dạ, không ngủ. Còn điểm mạnh? Điểm mạnh của em thì chung là chủ yếu là mình yêu cái nghề tài xế là mình chạy xe thôi, an toàn. Nhưng mà mình đâu có chở người, mình là chở đồ thôi đúng không? Dạ, em chở đồ. Rồi những cuối tuần hoặc là tối rảnh rỗi thì em làm gì? Cuối tuần nói chung là thời gian cũng ít. Về tới bãi xe nhiều khi là cô chú ở bãi nấu ăn uống xong rồi một là mình đi cà phê, mấy anh tài xế ở bãi không có là mình vô mình nghe nhạc rồi mình ngủ. Sáng chung sáng lại đi làm. Không, hồi xưa ở chung, mà giờ em có nhà riêng rồi, đang về nhà em. Dạ. Mình thuê hay là nhà mình mua được chỗ này? Nhà mình mua. Mua được bao lâu rồi? 5 năm rồi. Mua được 5 năm rồi. Dạ. Quá ha. Có ý định sau này mình đem con vào không hay là cứ ở cho ông bà nội luôn? Thì trước mắt giờ em ở một mình thì em chưa cho cháu vào được. À. Đấy, còn sau này em xây gia đình được á thì cũng tính là cho một cháu ở trong này cho nó học. Còn một ủa, cháu ở ngoài. Đi 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 ra cặp còn không, để mà ra cặp cho anh em sống với nhau cho nó vui chứ đi chứ đi thôi, tụi tào lao nữa, tụi xem người ta. Nhưng mà ý tụi nó giờ nó đã dụ mà cha không có mẹ hoặc mẹ không có cha thì có hai anh chị em hay là gì? Hai anh em hay hai chị em? Hai chị em gái. Hai chị em gái. Ta sống với nhau cho có gì, số chị có em chứ mặc gì mà tẻ ra làm chi. Đi đi ra cặp còn không, ở ngoài ở ra cặp. Tại mình ở với bà nội từ nhỏ á chị. Ừ thì thôi để cho ông ở với bà nội ta cặp rồi lo mà kinh tế cho chú vàng cho con là được rồi. Còn khi nào lớn chút cho vào Sài Gòn học thì đi đi luôn cả hai chị em, hai chị em ở với nhau lo cho nhau chứ. Dạ. Đúng không? Dạ. Thử em gọi chị chị Tường chứ đừng có nghĩ để đứa ở lại lo bà ngoại, đứa là mình như vậy tự nhiên mình tắt hai chị em ra. Nhiều khi cho đi ông bà cũng nhớ. Đúng rồi. Ở ông bà từ nhỏ. Luôn đi, cặp luôn đi. Thì nào có lên đại học rồi này kia đó. Dạ. Vô mày hai chị em là mấy tuổi với mấy tuổi hả? Dạ đứa lớn em 21, đứa nhỏ 23. Đứa 9 tuổi mấy đứa 10-12 tuổi. À, thôi cũng ổn rồi, lớn rồi tự lo được chứ lại có ông ở ở bà nội cũng tốt, không chứ mình đi hoài cũng đâu có ai mà giáo dục dạy dỗ tụi nó nhiều đâu, cái tuổi này là cái tuổi cần phải có người lớn ở bên cạnh. Dạ. Bắt đầu lớn bắt đầu dậy thì bắt đầu học hỏi rồi đó. Vâng. Nhưng mà ông bà còn khỏe không? Ông bà bao nhiêu tuổi? Ngoài 60 rồi. Thôi cũng được, vẫn có sức khỏe để lo cho các con. Dạ. Tâm. Rồi, mình nghe hoàn cảnh của anh Phúc bên này rồi ha. Rồi bây giờ tới phiên mình nè. Giới thiệu xíu cho bản thân nha. Anh tên là Trần Thị Phương. Anh tên Tám Anh. Hôm nay là anh 37 tuổi. Dạ. Anh đến từ Thừa Thiên Huế. Ồ, cùng quê tỉa nha. Anh có tên là à, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Lan? Điểm mạnh của em thì nói chung là em thích nấu ăn, thích ăn sắc thịt. Điểm yếu của em thì nói chung là em ngoài năm kia, nói chung là sống nhà uống, uống một lâu rồi chuyện này kia, sinh năm chụp ảnh. À, nhưng mà mình là Huế nè, mà mình sinh ngoài Huế luôn hay là mình trong này vào trong này lâu chưa? À, anh sinh ở Huế luôn. À, anh ta sinh ra từ nói chung là sinh năm 2010. Ồ, cũng là mới đây thôi mà. À, nghe nói chuyện đâu nói giọng Huế đâu, tưởng là ở trong này lâu rồi, giống gì Tường đâu có nói giọng Huế đâu nè. À, điểm mạnh điểm yếu của mình là còn gì nữa không nè? Nhưng mà mình là tuổi là mình đã có gia đình lần nào chưa? Độc thân rồi, mình nghe hoàn cảnh anh bên này như vậy, đã từng ly hôn có hai con thì mình có ngại gì không? Rồi mình chung mình cũng hơi khó nha. Ừ. Nhưng mà có hỏi tiếng ba mẹ chưa? Đó giờ ba mẹ có bao giờ nói cái quan điểm cho mình nghe không? Ờ chứ thôi, ra Huế rồi, hát hay lắm, năm thơ cũng hay nữa, đâu là hát thử đoạn bài hát nào về Huế cho Tường với anh bên này nha, được không anh? Dạ. À. Rồi, mưa chiều miền Trung, lâu quá Tường không nghe. Có, em chạy xe đã nghe nhạc suốt. À, chạy xe là nghe nhạc suốt ha. Dạ. À, rồi có thích nghe Huế không? Nghe miền Trung không? Nói chung là thích nhưng thích nhiều nơi lắm chị. Thích nhiều nơi lắm? Dạ. Là sao? Nếu mình gái miền nào cũng được. À, dạ. Được. Vâng. Rồi, miền Trung là nấu ăn ngon nè, người là cẩn thận nè, tích cóp nè, là 10 đồng xài 7 đồng thôi nè. Miền Nam là hơi hào sản nè, là 10 đồng xài 11 đồng nè. Đó, giờ muốn tích lũy cho tương lai lo cho con em là phải kiếm được người vợ nào mà biết cho tiết kiệm, cần kiệm xíu. Dạ. À, người miền Trung thì mình lớn lên thì cuộc sống quanh năm khắc nghiệt, nó khổ quen rồi, nó
bị thiên tai lũ lụt nhiều, cho nên đa số thôi, nha. Nói dạ. chung là thường hay người ta hay kỹ tính trong cái chuyện mà tiền bạc ta phải để dành, chứ người ta không có xài phóng khoáng như trong miền Nam mình. Dạ. Đó, cho nên là vậy. Rồi, bây giờ nói chút xíu về tình trường thì bên đây giờ tôi hỏi về cái hoàn cảnh của mình là mình kết hôn được bao lâu rồi, lý do tại sao ly hôn, mình có hai cháu gái rồi mình không có nắm giữ được, không có níu giữ được cái hôn nhân này. Nói chung là hồi xưa là em đi hồi đi học lái xe là chưa có quen vợ em bây giờ hồi trước. Xong rồi em lên chạy xe là 2008 thì em kéo hàng cái công ty mà hồi xưa vợ làm công nhân á. Thế bắt đầu mình quen nhau thì được khoảng một năm là 2009 là đến với nhau. Vợ em là gốc là Nghệ An, làm công việc này thì là cưới nhau năm 2009 thì nói chung là cuộc sống cũng vui vẻ lắm, cũng chẳng có cái gì cả chị ạ. Thế sau này bị nói chung là bị mất trai đầu á, là 4 năm sau là không có con. Thì ông già của trong này thì là ba bắt đi uống thuốc, ông không được chạy xe nữa, tắt nghỉ luôn. Ông già của em á? Dạ. Xong rồi sau này đẻ được hai người con gái thì là đứa lớn 21, đứa nhỏ 23. Thì hồi xưa là vợ nó bị ung thư tuyến giáp thì là đi làm công nhân. Thế thì mẹ em nghĩ bây giờ thôi cho hai đứa nhỏ về quê ông bà nuôi rồi cho vợ ở đây đi trị bệnh thì cũng chấp nhận. Thì em cũng cho lên ung biếu rồi xạ trị rồi các cái mình lo hết luôn. Thế sau này mà uống thuốc khi mà nó khỏe rồi nó khỏi rồi á, tại vì em thì em đi làm, trong đó là vợ em ở với đứa em gái em á, ở chung với nhà trọ chứ chưa có nhà. Thì đi làm công ty thì cứ nhiều khi nói chung là mình nói chung là tai nghe không bằng mắt thấy, nói chung là cũng mình cũng chứng kiến nhiều cái rồi nhưng mà mình nói nhiều quá rồi nhiều lúc nghĩ nó cũng chán chị ạ. Tối về mà nhiều khi mà ngủ với mình mà cầm điện thoại nhắn tin người khác thì nhiều khi nghĩ rất là tiêu cực, tại vì em đi làm thì nhiều khi ít bữa em về chứ không phải em ngày nào cũng về, là công việc mà. Thì giờ em nói bây giờ bệnh tật xong rồi cái gì nó bỏ được thì mình bỏ, giờ có hai mặt con rồi cố gắng sống làm nuôi con bỏ hết đi, mà vợ không chịu, vợ bỏ hết tình cảm rồi thì thôi. Thế là vợ đưa lên cho tòa thì tòa nó cũng cho phép em là 3 tháng ấy để mình thu xếp với nhau ấy có được hay không, nói hết nhạt đến nhẹ rồi. Bây giờ vợ quyết định ly hôn. Dạ. Từ lúc ly hôn tới nay là bao lâu rồi? 9 năm rồi. 9 năm rồi. Dạ. Thế thì hiện tại cuộc sống của cổ sao? Cổ biết không? Không, trong thời gian đó là không hề điện thoại mà hỏi han con là nó ốm ở đâu. Bởi vậy nghĩ nó giận lắm chị ạ. Thật sự, nghĩ nó giận. Bây giờ vui vai chưa? Làm lại từ đầu rồi, em bỏ hết rồi, làm lại từ đầu. Lúc đó chắc là em cũng buồn và thất vọng nhiều đúng không? Mất bao lâu mình mới có thể là bình phục lại được, bình thường lại được? Khoảng 3 năm chị ạ. Nói chung là hồi đó thì em chạy xe thật, nhưng mà nói chung là hồi đó nó chưa cấm rượu bia á, là em có ăn, mình nghĩ thương con mình buồn á, thế là tối nay em cứ uống bia em chạy xe mà. Trời. Thế là bà cô chủ xe cô mới nói là mày cứ như thế thì mày nằm xuống thì ai lo cho con mày. Thế thì em mới nói chung là mình người lớn nói đâu có sai, thì mình suy nghĩ lại bây giờ nếu mà em buông bỏ thì con em ai lo, bố mẹ thì bố mẹ già. Thế từ đó em bực lên, hồi xưa em ốm lắm, hồi xưa có bốn mấy ký à. Thế từ hồi em bỏ được cái bỏ suy nghĩ là cái em phấn đấu em làm rồi mua nhà mua cửa mua xe mua cổ em làm em nuôi con em, em có suy nghĩ đến vấn đề gì đó. Nói chung là em nói cái gì cái quá khứ của mình á, xong là em cũng không muốn có là đi sâu chịu không. Nói chung là khi mà ra tòa là ngồi ăn bữa cơm cuối cùng á ở nhà trọ, hai vợ chồng á, dạ em gái đi làm chưa có về thì em cũng muốn nói với vợ á thôi, nếu mà ngày mai ra tòa thì vợ nói ngày mai ra tòa thì tôi nấu bữa cơm hai đứa ăn, thì em đi làm về em bảo thôi bà ăn đi tắm tôi ăn sau, thì ra thì em uống bia thì mới ngồi nhắn tin cho người ta, không có hỏi không nói hiểu không. Nhiều lúc cái tuổi trẻ mình bồng bột quá, mình không có kiềm chế được cảm xúc của mình á. Thế là em cầm dao chặt đốt tay, em đuổi thẳng ra ngoài luôn. Cầm dao chặt đốt tay sao? Chặt luôn. Trời đất ơi. Cầm dao chặt đốt tay mình luôn. Vâng, em đuổi ra khỏi nhà luôn. Đuổi ra khỏi nhà luôn là đó là gặp là cuối cùng đó luôn, là gặp nó trên tòa thôi. Dạ đúng rồi. Rồi suốt một thời gian qua là không có thăm nom con cái gì hết. Dạ không. Tới giờ đâu luôn không biết luôn. Không liên hệ với các con luôn. Không liên hệ luôn 9 năm trời. Con bé con em về quê bao nhiêu năm nay là bao nhiêu tuổi nó y chang vậy. Thôi bây giờ mọi người, giờ chỉ tôi cách tôi nghe vậy thì tôi cũng biết nói như thế nào nữa, nhưng mà chuyện nó qua rồi thì thôi, bây giờ mình phải tích cực. Nhưng mà điều là em đã tích cực rồi, em đã thay đổi rồi thì mình mới có cuộc sống ngày hôm nay, có nhà có cửa. Dạ đúng rồi. Cho nên là thôi cái chuyện buồn là mình bỏ qua, coi như cái phước phần mình không có may mắn trong cái đường tình duyên cái hôn nhân trước đó, thì hy vọng sắp tới nó sẽ có những cái tốt đẹp hơn nó đến với mình. Hết thời đi cực tới thời thái lai ha. Không biết là nghe câu chuyện của ảnh thì mình có cảm thấy như thế nào. Mưu sinh từ ngoài kia vào, bây giờ cũng yên bề đó, có nhà có cửa an cư là lạc nghiệp. Bây giờ hy vọng là tìm được một cái người có như đồng hành với mình trong cái thời gian sắp tới, những cái khó khăn này gì đó cũng qua rồi. Dạ. Bây giờ thôi mình sống như cái em đẹp bình an hạnh phúc ha, tìm cái nguồn vui riêng cho mình ha. Dạ. Các con cũng lớn rồi thôi, mọi chuyện buồn qua. Bây giờ các em nha, tình duyên của mình như thế nào thưa? Bye.
là chưa đặt ở ngoài. Nhưng mà thật ra thấy cái kia tôi cũng có những mối tình lúc trẻ cũng rất là đẹp, rất là dễ thương, nhưng mà đúng là cũng chưa có duyên ha. Chứ đã làm bạn với nhau thời gian cũng hiểu tính nết nhau mà quen nhau được 2 năm là tuyệt vời rồi. Nhưng mà đúng là chưa có cái duyên vợ chồng. Chứ thì sao thì tôi nghĩ bây giờ đạo nào thì nó cũng vậy thôi, tại mình chưa có cái duyên nè, mình chưa đủ sức để mình thuyết phục được gia đình đôi bên thôi ha. Chứ còn đối với chị Tường thì cái đạo nó không quan trọng, quan trọng là mình sống với nhau như thế nào, con người mình có tốt có hướng thiện hay không thôi. Hay rồi, thế thì bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai hay là người chồng trong tương lai như thế nào? Em không cần đẹp, cao sạch sẽ, biết lo cho gia đình là được. Mình có muốn có thêm con? Nói chung là bây giờ em nói chung là một mình em lo cho hai cháu thì khả năng mình lo cũng là vô tư lo được. Nhưng cái duyên cái số này mà trời cho thì mình để thêm một đứa nữa, trai hay gái cũng được. Là vừa ha. Dạ. Mình có muốn đông con không? Duyên gái hay ta? Thì hai được. Thì hai là đủ rồi. Thật ra cái đó cũng là những cái mình mong muốn thôi. Mọi thứ đều là tùy duyên hết. Có những cái mình muốn cũng không được mà nhiều khi dạ, đúng rồi. Trời cho là con người kia. Nếu là thời buổi mà nếu như bây giờ mình sinh con nhiều hay ít nó không quan trọng, mà quan trọng mình có nuôi và dạy dỗ con được đến nơi đến chốn hay không, thì cái đó mới là điều quan trọng. Nhiều khi một mà tốt cũng vẫn tốt hơn là nhiều mà mình không có tới đâu cả. Thì thật ra đứa con nó cũng là một cái, tại vì hỏi tại sao mình hỏi như vậy, tại vì bên đây bạn đã có hai con rồi, nhưng mà thật ra cô ấy là chưa có thì đương nhiên người ta cũng phải cần có một cái đứa con riêng của mình. Thôi thì mọi thứ đây các bạn sẽ gặp nhau là các bạn sẽ tìm hiểu nhau được nhiều hơn. Nhưng mà ngày hôm nay sơ bộ đó, đúng rồi, chính giữa tôi nhìn sơ bộ là tôi thấy là cặp này là ổn. Tại vì chỉ có cái điều ngần ngại là bên đây đã ly hôn và có hai con riêng. Nhưng mà chị thấy cuộc sống thì hiện tại hai con cũng sống ở ngoài quê với ông bà nội, thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều trong cái giai đoạn đầu khi mà mới xây dựng cái mái gia đình. Và còn tương lai ví dụ như giống như chị nói, khi con nó lớn thì mình đem vào trong miền Nam này để học đại học, rồi thì lúc đó nó cũng rất là tốt. Với lại cha mẹ hay là mình là người lớn, mình có yêu thương của trẻ con thì nó sẽ yêu thương lại mình thôi. Cái điều chị ngần ngại là nhiều khi mình không chấp nhận được cái người đã từng ly hôn, nhưng mà chấp nhận được thì chuyện đó rất là dễ. Rồi bây giờ thì có hình cho chị mượn tôi xem hình cho em. Em cao mét mấy? 1m55 mà điều năm cô này thì y chang như nhau mà anh lựa đi, em chọn cô đi chị gả cho. Nè cầm, để tôi coi. Năm cô độc thân luôn. Đây hai anh độc thân luôn đó. Đưa hình dễ chọn chết à. Em có nhìn thấy đâu mà em biết được chị. Thì đó, thì mới đoán giờ theo như mà năm cô đó theo gì giờ mình riết mình thích mình chọn cô nào. Em thích năm cô luôn. Thích năm cô luôn. Tham quá. Người đàn ông tham lam chính là anh đây. Nó chỉ bằng cái cảm giác mình nãy mình nghe trò chuyện thử cho vui thôi. Dạ. Hai. Theo nghĩ là người ở giữa, có phải không? Phải sao em chọn người ở giữa là do em đoán hay là tại em thích? Em đoán thôi. Em đoán dựa trên cái cơ sở gì? Cao 1m55. Năm người thì cũng sẵn sàng nhau hết trơn. Làm công tác xã hội. Năm cô thì làm cái giống nhau luôn. Hay sao chọn cô chính giữa hay vậy? Tâm đại chị ạ. Tâm đại chị ạ. Rồi, em chị chỉ lại vô giùm nha. Rồi, năm cô này chọn cô nào? Cô ở giữa. Cô ở giữa thì dạ. Cô ở giữa rồi, để xem họ có trúng không nha. Bên đây chọn anh nè. Anh nói không, sao chọn anh kia? Đưa cái hình gì mà dễ chọn vậy? Đưa cái hình không có gì mà đủ khó chưa? Rồi vậy thì bây giờ cái này có gì thách thức? Ảnh thôi chứ đâu có thách thức em đâu. Rồi nhìn vào cánh cửa trái tim nha, để xem hôm nay anh ấy có chọn đúng hay không. Rất là mạnh mẽ. Cô ở giữa. Rồi mở cửa trái tim. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Dạ. Đúng không? Em cần biết đúng hay không? Trời đất ơi! Sao chọn mà ai hùng hồn lắm mà giờ nhìn thấy trước mặt hỏi biết đúng hay không? Cái mảnh đẹp hơn. Cái mảnh đẹp hơn hả? Rồi, nè, rồi tặng hoa gì đi nè. Này qua đây. Ngày đầu gặp anh, có hoa, tặng em. Thì hôm nay gặp mặt anh chỉ có một món quà, tặng anh. Cảm ơn em. Quà gì đâu, mình vui thôi, coi thử coi nè. Vui quà coi thử coi ta tặng cái gì. Để tôi bà Mai tôi ngồi đây tôi coi ké với chứ. Em nhà mở sao tôi thấy. Ủa, cái gì vậy? Ốc kìa. Anh có ý nghĩa gì của món quà đó? Anh có biết, chị tặng quà đó hả? Em nói đi, em không nói cũng không biết nữa. Cái này á là nó cùng một sở thích của em. Nói chung là sau này công việc có khó khăn hoặc cần thất bại, em mới biết cái gì đó em về gọi anh. Tao không biết gì đâu. Nhưng mà cái này là em muốn anh cũng giống như những em. Tại vì sau này gặp khó khăn hay có cái gì khó nói anh cứ thẳng ra. Và để đối phương coi hả? Hay là để cho mình coi? Tức là để cả hai cùng có gì đó, anh biết này tức là em đã có em nha của em rồi.
coi như là mình khó khăn cái gì mình chưa giải quyết được, mình muốn nói mình nói chưa được, mình biết mình bỏ vô đó. Đúng rồi. Bỏ vô đó là ai coi? Coi là mình giấu luôn á chị. Coi là mình giấu luôn á. Thay vì có những bức xúc mình không có nói ra được, mình sẽ thẳng ra coi như là mình chặt cái xương rồi. À, coi như là thay vì mình nói ra được thì mình sẽ nhẹ lòng á. Mình không giải quyết được thì mình viết bỏ vô đó, mình thả trôi sông nó đi. Không mà em không để bụng nào, để bụng nặng bụng lắm, nói luôn. Nói luôn hả? Nói luôn. Cho nó khỏe. Trời ơi, tôi tưởng đâu là ý hai chồng ở chung trong nhà mà mình nói chuyện với nhau mà gây lộn đó được, cái mình viết giấy mình gửi cho nhau coi. Ai về không phải. Rồi thôi, nói cho vui và hai người. Ê, cảm nhận đầu tiên khi mà nhìn thấy cô ấy ở ngoài như thế nào? Xin gái. Sao nãy tôi nghe nó không đẹp bằng trong hình? Hình nhiều khi nó sửa nó đẹp hơn chị. Ông này được cái thật thà. Rồi cảm giác của mình như thế nào? Rồi à, tôi hỏi nè, dạ. Nãy mình nói cái xe đầu kéo đó là có chở được người không? Dạ chở được. Ngồi đâu? Ngồi bên phải. Em ngồi bên phải, em ngồi bên trái. Là người phụ xe đi cùng em. Xe hả? Dạ. Ngồi xe đó có chở bạn gái đi chơi được hả? Đi được. Đi được, có nằm phụ xe để đâu? Có nằm trong giường. Cái xe tại sao có giường luôn? Dạ có cái giường tài xế nghỉ ngơi. À, vậy bây giờ mình lái nghe xe đầu kéo mình đi khắp mọi nơi, vậy mai mốt mình chở bạn gái đi chung cho biết được không? Dạ. Được. Được. Cái đó ngồi nó có em không? Nó có dằn xéo dữ lắm không? Nói chung là xe đầu kéo mà nó cũng sẽ lằn hơn là xe con. Kiểu như đi xe tải vậy thôi gì? Vâng. Nhưng mà xe của em là không đi hầm được, chỉ có đi đèo thôi. Hả? Ghê vậy? Vâng. Đi đâu mà đi đèo? Đi ra ngoài tỉnh phía Bắc đi đèo hết, không mà đi hầm. À đúng rồi, đúng rồi. Tại vì bề ngang nó to. Hiểu, hiểu, hiểu. Dạ, có dám trải nghiệm không? Em sợ xe đầu kéo chị. Sao vậy? Bởi vì mấy xe có cái dây ra đó nhiều. Cua cua ra cái dây này, dạ thấy nguy hiểm. Rồi như vậy rồi lấy nhau, thấy nguy hiểm quá, phải chọn đi nữa không? Không biết là cái bàn của anh lái xe đầu kéo, mà lái xe đầu kéo có thể lái được cái xe gì không? Lái xe chín chỗ trở xuống. Cũng một tháng nhiều khi đi chuyến hai chuyến còn chạy cũng quanh trong thành phố mà thôi. Ừ. Đi thành phố. Xe đầu kéo, cái công của xe đầu kéo thì nó chở các container để hàng ra cái cảng đúng không? Đúng rồi. Thì nếu mà như vậy thì anh làm cái kiểu anh tài xe cái kiểu hành chính hay là tài xe cái kiểu như nào? Nói chung là cái thời gian đi làm của mình không quy định thời gian. Có hàng thì là mình đi làm, còn không có thì mình nghỉ, mình ở bãi, lái xe ở nhà là như vậy. À xe là xe của anh luôn. Dạ không, xe công ty. À, xe công ty. Vâng. Nhưng mà em không có chạy công cảng, chạy hàng cơ giới thôi. Mình chở máy móc á. Thì có việc thì mình đi làm, mà không có thì mình nghỉ ở nhà, là như vậy. À,